Chào các bạn đã đến vlog tiếp theo của mình trên channel của Nào Sắp. Thì ở video trước mình có khui một em Laurel Cup Collection, các bạn có thể xem ở một inbox trên channel của mình. Thì hôm nay mình có đem lại cho các bạn một em mới toanh, đó chính là Terrarium Collection 4. Cả một cái series này thì đều là của hãng Diamond hết. Thì cũng như cũ thôi là sẽ có 6 em trong một hộp. Thì hôm nay mình sẽ không như đợt trước là biết từng em bóc theo thứ tự nữa, mà hôm nay mình sẽ bóc random luôn. Nguyên hộp thôi. Hôm nay mình khui random luôn. Có 6 em, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đặt ra. Đầu tiên không biết là con gì đây. Ồ, như cũ thôi, cục kẹo xin gum, nhai kẹo mồm. Cái này là một dạng tiến hóa của Eevee thì nó có thể tiến hóa được lên tới 8 dạng rồi. Nhiều đồ ghê. Đây có hoa cỏ, rất là nhiều hoa luôn, nhiều đồ linh tinh, nhỏ xíu ha. Nói với bạn đây là gì? Mặt trăng. Không phải đâu, nó chính là hồ nước. Này, mình thấy cái này lấy từ ý tưởng từ những cái cây cảnh nó nuôi trong bình thủy tinh. Đẹp. Này. Sau các series sau thì riêng mình cũng có rút kinh nghiệm nhiều rồi. Là nó có những cái dấu chân như vậy nè, thì các bạn gắn em nó vào thì nó không có bị dễ rớt nữa. Đây mình có gắn sẵn mấy cái hoa vào rồi, thì còn một cái là thả vô hồ nước. Đây nó có cái lỗ đây. Xong. Quá trời đẹp luôn. À, như là hồ nước buổi đêm. Âm riền. Bạc. Siêu đẹp. Bây giờ qua em tiếp theo. Rồi, móc tiếp. Dạ. Ganga. Em này là tiến hóa cuối cùng của Ghost. Chung là tiến hóa lên thì có vẻ mạnh hơn một tí. Mấy cái này hơi khó hiểu, cái này là gì ta? Có như con là Halloween. Vừa qua Halloween, sắp tới Noel rồi. Đây em nó đây. Cái này là màn khối lốc xoáy của nó. Thì hộp này có khung cảnh Halloween, rất hợp với Ganga. Đây các bạn thấy nó có một cái khe đây, mình chỉ gắn nhẹ vô thôi. Đó, xong. Rồi cứ đúng chiều của nó thôi. Đây bỏ vào trứng. Xoay cho đẹp. Có hai cái miếng cỏ đây gắn hàng rào. Ta gắn xong rồi, bây giờ chỉ việc đặt em nó lên thôi. Ở cái series này thì nó có khớp hết trơn rồi nên là yên tâm, nó khá là chắc chắn. Nắp đầu. Xong một em nữa. Nè. Rồi, nha nha, lắc. Một tiếp nào, không biết là em gì đây.
Úi giời. Mình có linh cảm hình như là Futurai. Biết phải không? Đúng rồi, Futurai. Em thấy nước. Mấy cái em Terrarium này thì chơi thì nó là bao đã tay luôn. Tại vì một hộp như vậy nó có quá trời bộ phận. Nãy giờ lột mà xỉu. Nó mới có em mình là tới em thứ ba thôi. Lấy con cho tôi đây ra. Còn cái bông. Cái bông ra. Dăng mất cái bông rồi. Em này còn có một cái tên khác khá là dễ thương, đó chính là Waninoko. Phần này thì như dễ ráp hơn này, chỉ việc đặt đặt lên thôi. Có cái sóng nước của em đó nè. Mấy bạn đừng quên là ở dưới chân bé nó còn có một cái khớp nha. Gắn vào như vậy nó mới không có ngã. Đấy, không có ngã nữa rồi. Nãy giờ thấy hơi mệt mệt rồi. Thôi, đã khui đi, khui cho chót. Khui hết luôn. Em gì đây, con gì đây, con gì đây à. Đâu rồi? À, là Pikachu. Pikachu với em hình như là mới ship thì phải. Rồi, em này là Marip và Pikachu. Mà mình vẫn thường quen thuộc với cái tên là Maripu. Này thì ít đồ chảy rác hơn. Nói cái hàng rào vô trước. Mà vẫn dễ thương quá trời quá đất. Đặt vô trứng luôn. Đây. Để nó lên. Đấy. Hai bé này đều là hệ điện hết. Con cù này thì tiến hóa lên cũng dễ thương lắm. Tiến hóa lên thì lông của nó sẽ đổi màu hồng. Còn tiến hóa lên thêm một bậc nữa là chuỗi lông luôn. Ta-da. Thì cá chiều. Còn hai hộp cuối cùng. Mấy lần này là con gì đây? Ôi, hình như là vương quan lửa. Đây hình như cũng có 3-4 món gì đó. Hộp này thì mình có một em Pokemon huyền thoại là Moresh Phượng Hoàng Lửa. Mình hay thích gọi bằng tên tiếng Việt. Tại vì hồi nhỏ mình coi Pokemon thì cũng là toàn lồng tiếng thôi, chứ chưa có mấy cái bản tiếng Anh, tiếng Nhật như bây giờ. Đây. Nào em nó lên. Này chỉ dẹp đặt vô giữa thôi, nên là em Phượng Hoàng không có khớp gì hết. Chỉ có cái phần mà lửa với đất đây nè thì nó sẽ có cái khớp, thì các bạn chịu khó canh một tí là nó sẽ đẹp thôi. Rồi bây giờ mình quất luôn con cuối. Kẹo xin gum nè, cứ lần nào quay xong rồi cũng gom lại nhai chẹo cả mồm. Đây. Con gì đây? Thật ra là mình đã biết con gì luôn rồi. Từ đầu mình đã rất là mong chờ cái con mặt ngố này. Có đây. Em này là Yadon. Nó là tên tiếng Nhật thôi, tên tiếng Anh là Slowpoke. Thì hồi nhỏ mình khá là thích cái con này. Tại nhìn nó cứ khờ khờ, cười. Con này thì tiến hóa lên. Nói chung là tiến hóa tới cái dạng cuối cùng luôn thì nhìn nó vẫn đù. Nhìn mặt hài vãi. Ồ, ở đây nó có cái miếng tảo ghim ở dưới dòng nước luôn nè. Chi tiết ghê ha. Rồi thôi, gắn lên lại. Nay mình có con sò. Nó cũng có cái khớp luôn. Đây. Rồi, da đo lên.
Pixar rồi. Nè, lúc nào nhìn mặt nó cũng ngu hết trơn, nhìn đúng khù khờ. Xong rồi ngay hết sức dễ thương luôn. Cái này là cái con mà mình thích nhất luôn á, nhưng mà lại là tới cuối cùng mới bóc ra được. Thôi thế là xong, hôm nay là mình đã vui hết các em rồi. Không biết lần sau mình sẽ có đồ chơi gì tiếp nữa ha. Mấy bạn muốn đồ chơi gì xuất hiện vào lần sau nè? Cái sản phẩm này thì hiện đang có mặt tại Pokemon Center của Nshop. Các bạn có thể xem địa chỉ và đóng góp bình luận ở bên dưới. Ngoài ra nhớ like, share và subscribe để ủng hộ những vlog tiếp theo nha.